Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV. Ngày hôm nay Hà Phương sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin khoa học và công nghệ nổi bật trong tuần qua, hay cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về lịch sử của một thương hiệu xe nổi tiếng, đặc biệt hơn cả là mang lại cho các bạn cơ hội may mắn nhận được quà tặng có giá trị khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình. Phần tin tức sẽ mang đến những thông tin công nghệ trong nước và quốc tế trong tuần, cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời, phát triển của những chiếc xe Vespa, biểu tượng đến từ đất nước Ý là nội dung một câu chuyện công nghệ. Và những tín đồ đam mê xe Vespa sẽ cùng chia sẻ, trao đổi một số câu liên quan đến thương hiệu này. Và cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ Straits Times, công ty viễn thông Singtel cùng với 23 công ty viễn thông khác của Singapore cho biết đã định hình được các tiêu chuẩn kỹ thuật 5G và nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm có thể cung cấp tốc độ cực đại khoảng 5GB so với các dịch vụ 4G hiện đang cung cấp tốc độ là 300MB ở Singapore. Nhờ những tiến bộ trong công nghệ nén dữ liệu và anten, các thông tin liên lạc qua 5G sẽ không bị nghẽn và do đó cho phép sử dụng như là một kênh để cứu hộ. Các yếu tố kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho thấy 5G có tốc độ tuyệt vời và độ trễ gần như bằng không. Chính vì vậy, việc sớm ứng dụng dịch vụ 5G sẽ hỗ trợ nỗ lực của Singapore để trở thành một quốc gia thông minh, nơi mà các cảm biến và camera giám sát theo dõi tất cả mọi hoạt động, từ an toàn đến chất lượng không khí. Ông Tai Somen, giám đốc công nghệ của nhóm Singtel cho biết. Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook cho biết thiết bị đeo tay thông minh đầu tiên của hãng Apple Watch sẽ bắt đầu được bán ra thị trường vào tháng 4. Trước đây, Apple đã công bố sẽ xuất xưởng sản phẩm này vào đầu năm 2015. Mẫu có giá thấp nhất của Apple Watch sẽ là $349. Apple Watch được công bố trong một sự kiện diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Trong sự kiện đó, Apple cũng đã giới thiệu iPhone màn hình lớn hơn là iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Apple Watch là loạt sản phẩm mới quan trọng đầu tiên của Apple từ khi tung ra iPad, khởi đầu một trào lưu công nghệ sản xuất máy tính bảng trong năm 2010. Đó cũng là động lực mới đầu tiên của gã khổng lồ công nghệ cao dưới sự lãnh đạo của Tim Cook. Tim Cook đã hứa trong năm 2014, Apple giới thiệu các sản phẩm mới tuyệt vời và nhập vào các danh mục sản phẩm mới thú vị cùng với điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cực kỳ thành công của mình. Apple Watch cùng với dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động Apple Pay đã hiện thực hóa lời hứa trên. Thiết bị này sẽ có giá khởi điểm từ $349 cho phiên bản cơ bản nhất. Với chủ đề thúc đẩy khoa học, tạo lập công nghệ vì một thế giới tốt đẹp hơn, Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn cầu GISS thường niên lần thứ 3 được tổ chức ở quốc đảo Sư Tử từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 1 với sự tham dự của khoảng 300 nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới. GIS 2015 được xem là cơ hội để các nhà nghiên cứu trẻ giao lưu, trao đổi và khơi gợi cảm hứng thông qua các phiên thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm và chuyên ngành hẹp trên nhiều lĩnh vực. Với 20 diễn giả chính là những nhà khoa học hàng đầu thế giới từng nhận giải thưởng Nobel và các giải thưởng danh giá khác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo sư toán học Ngô Bảo Châu. Ngoài ra, Việt Nam còn có 3 nhà khoa học nữ tham gia lần này. Một trong những mục tiêu của GIS là xây dựng diễn đàn cho đại biểu tham dự được trình bày những ý tưởng nghiên cứu và giải pháp của mình để giải quyết nhiều thách thức mà các đô thị lớn trên thế giới hiện phải đối mặt. Đã có 9 dự án được chọn ra trong số 55 đề xuất để thuyết trình trong ngày cuối cùng của GIS, và nhà khoa học trẻ với dự án nghiên cứu tốt nhất sẽ được trao giải thưởng trị giá $100,000. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi thương hiệu nổi tiếng đều ẩn chứa một câu chuyện lịch sử. Vespa, dòng xe gắn máy yên thấp, bánh nhỏ của hãng Peugeot nước Ý cũng không ngoại lệ. Ra đời cách đây hơn 60 năm, những chiếc xe Vespa đến từ đất nước Italia luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và thời trang trên toàn thế giới. Và một câu chuyện công nghệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian để đến với đất nước Ý, nơi những chiếc Vespa trở thành hình ảnh tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, trang nhã đầy đẳng cấp. Vespa là dòng xe thời trang của hãng Peugeot, được đánh giá là một trong những dòng xe có thiết kế hoàn hảo, dựa trên nguồn cảm hứng từ một con ong. Ít có ai biết, chiếc xe Vespa đầu tiên được ra đời trong bối cảnh chiến tranh, khi quân đội cần một chiếc xe nhỏ gọn, linh động, có thể chạy trên các tuyến đường bị đánh bom. Chính vì vậy, chiếc xe được thiết kế với phần thân bằng thép dập nguyên khối, một động cơ mạnh mẽ để có thể đảm nhiệm được vai trò này. Ra đời vào năm 1946, với một lý do không hề thời trang, nhưng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, chiếc xe Vespa đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và trẻ trung. Sự ra đời và tồn tại của Vespa qua suốt Thế chiến thứ 2 tại châu Âu đã đem chiếc xe trở thành một phần ký ức không thể quên của khoảng thời gian đầy đen tối.
chiếc xe Vespa nhắc người ta nhớ đến sự kiên cường vượt qua chiến tranh để tìm đến hòa bình. Có thể nói, khi bạn sở hữu một chiếc Vespa thì đó không chỉ là một phương tiện đi lại, mà đó còn là một tuyên ngôn của những người đi tìm tự do và phong cách. Vespa được xem là một phần của lịch sử thiết kế, ý tưởng mang tính cách mạng táo bạo, đưa yếu tố con người là trung tâm của sự sáng tạo, đã tạo nên một sản phẩm xứng đáng được coi là một trong những đỉnh cao của ngành thiết kế công nghiệp. Và Vespa đã được bình chọn là một trong 12 sản phẩm làm nên lịch sử. Sự xuất hiện của chiếc Vespa trong các bộ phim kinh điển đã góp phần làm chiếc xe này trở thành một biểu tượng. Cái tên Vespa làm người ta liên tưởng ngay đến tuổi trẻ, những buổi picnic trong một ngày đẹp trời, cảm giác lái xe trên những con đường ngập nắng với những cô gái Ý thanh lịch, mặc váy, đeo khăn quàng lụa, chạy vòng quanh những con đường quanh đấu trường cổ Colosseum trong bộ phim Kỳ nghỉ ở Roma, với sự diễn xuất của một biểu tượng điện ảnh, diễn viên Audrey Hepburn, hay sự quyến rũ đầy gợi cảm của diễn viên Anita Ekberg khi trốn chạy khỏi đám đông paparazzi trong những cảnh quay kinh điển của đạo diễn Fellini trong bộ phim La Gioia Vita. Thật kỳ lạ khi chiếc xe Vespa liên tục làm mới mình trong thế giới thời trang và điện ảnh để luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho giới mộ điệu. Chiếc xe Vespa đầu tiên có màu xanh lục quân đội, chứ không có những tông màu sặc sỡ và rực rỡ như bây giờ, và là một biểu tượng cho sự giao thông từ khởi điểm của chiến tranh đến đích hòa bình. Sau đó, những chiếc Vespa được thiết kế lại thanh mảnh hơn và sơn màu trắng, một sản phẩm biểu tượng cho phong cách Italiano lúc bấy giờ. Và sau đó, phiên bản màu bạc trở thành biểu tượng của những chuyến phiêu lưu, tuổi trẻ và sự thanh lịch. Thời điểm hiện tại chính là lúc Vespa khẳng định sức mạnh của thương hiệu toàn cầu. Vespa cũng liên tục dẫn đầu trong công cuộc cải tiến mẫu mã và công nghệ. Cùng với sự gia nhập của gia đình xe LX, GTS, GTV, số lượng sản xuất đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua, với hơn 1 triệu xe tay ga Vespa mới hiện diện trên khắp các nẻo đường thế giới. Ngày nay, những mẫu xe mới liên tục được ra mắt là đại diện tiêu biểu cho tham vọng của Vespa, mở ra một cánh cửa mới cho tương lai, nhưng cũng không quên tôn vinh những di sản vô giá. Và cũng chính điều đó đã làm nên huyền thoại. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có rất nhiều mẫu mã xe mới ra đời như LX, Liberty hay GTS, tuy nhiên những chiếc xe Vespa cổ vẫn được rất nhiều người yêu thích. Và niềm đam mê đối với dòng xe thanh lịch và đầy kiêu hãnh này hiện hữu trên khắp thế giới. Và ở tỉnh Nghệ An cũng có rất nhiều người yêu thích thương hiệu này. Và ngày hôm nay, một buổi sáng chúng ta sẽ có trải nghiệm cũng như gặp gỡ câu lạc bộ Vespa thành phố Vinh, cùng gặp gỡ và trao đổi với anh Phạm Anh Tuấn, là chủ tịch của câu lạc bộ Vespa thành phố Vinh, để tìm hiểu về thương hiệu xe Vespa cũng như một số thông tin, những lưu ý khi sử dụng thương hiệu này. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Công nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có rất là nhiều vị khán giả yêu thích dòng xe Vespa cổ và có một câu hỏi rằng chơi xe Vespa cổ thì thường rất là công phu và tốn kém, và đặc biệt là hay bị gặp các vấn đề về hỏng hóc, không có linh kiện để thay thế sửa chữa ở địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vậy thì là một người đã chơi xe Vespa cổ lâu năm, anh có thể chia sẻ các khán giả này mới chơi thì nên mua loại xe này ở đâu, mua loại xe gì, cũng như để giảm thiểu cái tình trạng hỏng hóc xe một cách tối đa nhất? Cái quan niệm xe Vespa hay hỏng hóc thì đó là đối với quan niệm người chưa chơi xe và mới tìm hiểu về xe. Nhưng thực tế, trên thực tế thì xe Vespa này thì nó cấu tạo nó đơn giản và mọi cái nó rất là chính xác về cái công nghệ máy móc. Còn đối với người đã chơi xe thì những cái hỏng hóc vặt, ví dụ như bẩn buji hay là đứt dây số thì đó là chuyện bình thường, mà có thể là những cái người chơi xe gần như ai cũng có thể xử lý được. Còn đối với người mới chơi xe thì tôi cũng khuyên những người mới chơi xe là chọn một cái xe mà mình thích về cái kiểu dáng, màu sắc, đó là, và cái quan trọng nhất là cái máy. Chọn một cái xe và làm một cái máy cho thật tốt để trong quá trình đi là nó không ít bị hỏng hóc. Để mà mua xe thì ở trong miền Nam thì rất nhiều và Hà Nội thì cũng nhiều, nhưng có cái là trong cái quá trình tìm hiểu xe và mua được cái xe, là người nào mua được cái xe tốt là phải có cái duyên. Câu hỏi thứ hai của một vị khán giả lại quan tâm rất nhiều đến việc sử dụng nhiên liệu cho xe Vespa cổ. Vì là động cơ 2 thì nên khi sử dụng xe Vespa cổ phải sử dụng xăng pha với nhớt ở một cái tỷ lệ hợp lý để có thể vận hành xe Vespa. Vậy thì anh có thể chia sẻ một cách cụ thể và rõ hơn về vấn đề này. Đối với dòng Vespa thì nó cũng có cái tỷ lệ đối với nhà sản xuất đưa ra, nó tầm khoảng 4 đến 5%
tỷ lệ nhớt và trắng. Nhưng đối với dòng xe cũ và cổ như thế này ấy, thì có thể mình phá thêm để nó đỡ hai máy. Còn tất nhiên nếu mà phá nhiều quá cũng sao, nhưng chỉ có là bẩn buji thì thỉnh thoảng mình phải lau buji thôi. Nhưng tất nhiên đối với đi đường phố mình chỉ cần phá phù hợp khoảng 5% là phù hợp rồi. Còn đối với đi đường trường hoặc là đi đường đèo núi thì mình phải phá thêm. Tỷ lệ khoảng có thể là đến 7-8%, 10% cũng được. Tại sao mà khi đi đường trường, đi miền núi ta phải phá thêm nhớt? Bởi vì là lúc đấy là máy nó phải làm việc cái cường độ cao nên mình phá thêm để cho nó đỡ hại máy. Xin cảm ơn anh Tuấn về những chia sẻ rất là thú vị về việc sử dụng và chơi xe Vespa cổ. Và chắc chắn rằng các quý vị khán giả của chương trình Công nghệ Cuộc Sống NTV cũng như Hà Phương sẽ có được những thông tin rất bổ ích về việc lựa chọn sử dụng cũng như chơi xe Vespa cổ. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại với phần tương tác dành cho khán giả. Ở kỳ trước câu hỏi của chương trình, theo bạn nguyên lý hoạt động cơ bản của các thiết bị sưởi ấm là gì? Và đáp án đúng là đáp án A, chuyển từ điện thành nhiệt. Và Hà Phương rất vui mừng được thông báo vì khán giả đã may mắn trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là chủ nhân của số thuê bao 0944536664. Và câu hỏi kỳ này như sau. Theo bạn, hình ảnh chiếc xe Vespa xuất hiện ấn tượng trong bộ phim kinh điển nào? A. Đường tới Roma. B. Kỳ nghỉ ở Roma. Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin được nói lời cảm ơn tới VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc gửi thư đến địa chỉ email công nghệ và cuộc sống ntv@gmail.com. Địa chỉ Facebook của chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, hotline 0383 999 686 là nơi nhận những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ. Và đừng quên truy cập vào địa chỉ website www.truyenhinhan.vn để xem lại những chương trình đã phát sóng. Còn lời cuối của chương trình, Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. VNPT Nghệ An xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của VNPT trong suốt thời gian qua. Để chào đón Xuân Ất Mùi năm 2015, VNPT Nghệ An khuyến mãi lớn cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Khách hàng hòa mạng mới MyTV được giảm 50% giá bộ giải mã. Đặc biệt, khách hàng chuyển đổi từ Sông Lam TV sang MyTV được tặng thêm 100% phí hòa mạng và đến 3 tháng cước sử dụng. Trong thời gian từ mùng 1 tháng 2 đến 28 tháng 2 năm 2015, khách hàng sử dụng MyTV đăng ký trả trước 3 tháng gói kênh VTV Cap được tặng thêm 1 tháng sử dụng. Khách hàng đăng ký gói kênh K cộng được giảm chỉ còn 120.000 đồng một tháng trong 6 tháng. Để đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc tìm hiểu thông tin khuyến mãi và các gói cước, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài bán hàng 1800 1166 hoặc truy cập vào website http://nghean.vnpt.vn.